máy này whip quá trời máy này. Một em máy là kích 6 em trống. Máy này hay quá. Nó chích nó hot. Bữa nay mình ghé quán cà phê của anh Bảy uống cà phê xem chim nữa các bạn. Xem dàn chim than của anh hot rất là mê. Có cái máy rất là đẹp và hay. Quay các bạn xem nha. Một em máy này là để kích là 6 em trống xung quanh luôn. Đây là có lửa với mì. Máy này đã quá. Con nào cũng sung chơi. Ông kia ông đá bố rồi. Con bè nó đá bố đó phải không? Con nhận nuôi hay quá trời hay. Thank you.
Bye.